Ốc gạo bà con, ốc gạo thì bà con ta biết rồi, nhưng mà cũng có thể bà con không biết những việc thế này hay là quên đi. Những người có bệnh thế này vui lòng đừng ăn ốc gạo. Ăn ốc gạo vào, bệnh càng ngày càng lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi và sức khỏe mình càng ngày càng yếu đi. Đó là những người có bệnh tiểu đường, huyết áp cao, người có bệnh thận, bệnh ho, bệnh hen, xuyễn, người nhiễm dung lương, người nhiễm sán lá gan, người nhiễm sán lá ruột, người nhiễm sán mang, dị ứng, gút, viêm khớp là vui lòng đừng ăn ốc gạo bà con nha. Ăn ốc gạo vào thì nó sẽ xấu đi cho sức khỏe của mình, cho nên không tốt gì, bà con vui lòng đừng ăn. Đó là những cái trường hợp người có bệnh tiểu đường, người bị huyết áp cao, người có bệnh thận, người bệnh ho, người bệnh hen suyễn, người nhiễm dung lương, người nhiễm sán lá gan, sán lá ruột, sán màng, dị ứng, gút, viêm khớp là vui lòng đừng ăn. Đừng ăn nha bà con, để cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Đó là ốc gạo vui lòng đừng ăn những người đó, và còn lại là ăn được hết, vì nó tốt cho sức khỏe. Nó ít chất béo, ít protein, mà nó nhiều vitamin A, E, K. Wow, tốt quá. Bốt pho giúp cho hệ xương răng chắc tốt hơn, chắc khỏe thêm cao, tốt cho tim mạch, giải nhiệt cho cơ thể, giảm nóng trong người, ngăn ngừa thiếu máu. Một tuần nên ăn không quá 2 lần, mỗi lần ăn một người là ăn 200g thôi, không được ăn nhiều hơn 200g, vì 2 lần trong tuần, mỗi tuần lần ăn là 200g trở xuống, không ăn nhiều hơn nha bà con. Mà ăn ốc gạo bà con ăn thiều cái thịt nó ở bên trong, còn cái vỏ là bỏ đi. Ăn ốc thì phải đủ vỏ nha bà con. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, sao truyền xin chào bà con ơi.